Chào tất cả các bác, em xin giới thiệu các bác một cặp bút chèo Atlantic 7 hạt tiêu. Cặp này rất là nhỏ thôi, nó cao khoảng hơn khoảng 2 găng tay của em thôi. Bề ngang thì nó chưa đến một găng tay đâu. Các bác nhìn hình đây, em đang đậy cái mặt để căng vào. Dòng này nhỏ, thích hợp các bác cho phòng ngủ và có thể bổ trợ thêm một đôi một bộ các bác mà thiếu loa trung với loa cao, thì cái thằng Atlantic này nó rất là thích hợp để bổ trợ những cái giải trên như vậy. Trung, tiếng trung và tiếng cao rất là sáng và bay. Bây giờ để các bác thưởng thức nhớ chuyện xưa vào đời, đường phố vắng đêm nào quên một người mà yêu thương trót trao nhau trọn đời, để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về và biết để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh quá tí giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Về nỗi giấc mơ xưa, ngày buồn dài lê thế, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm rét mướt qua sông lẹt vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, vì thương góp nhạc tâm tình này, gửi giúp đến cô nhân mùa nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Về nỗi giấc mơ xưa, ngày buồn dài lê thế, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm rét mướt qua sông len vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương
góp nhạc tâm tình này gửi xuống đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi và xin ghi kỷ niệm một Atlantic lại thì điện thoại cho em trên số máy 0983698887. Rất cảm ơn các bác quan tâm theo dõi kênh YouTube của Thằng Audio.